Xin chào các bạn, chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình sẽ cho các bạn vẽ về cái tour tour VIP nhé. Hôm nay nó cũng là bài tập cơ cơ bản thôi. Nói mình vẽ vẽ 2D này. Ok. Nếu các bạn thích cái clip của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi, để mình có động lực cho những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi các bạn đã vẽ xong cái phần tay nắm rồi đó, các bạn tiến hành revolve cho nó nhé. Rồi ok đó, ta dùng cái lệnh phía sau là nó dễ rồi. Fillet này, bài này không có gì khó đâu. Rồi chúng ta vẽ cái phần mấy cái khía, cái phần tu viết, cái phần hoa văn nó có phần khía nữa. Rồi, ok, các bạn vẽ cho nó, mình vẽ theo cái hoa văn của nó luôn nhé. Rồi ok, nhập phong thông số cho nó rồi ok nhé các bạn. Đó, cái hình thì chút kết cắt bỏ những cái phần khía khía đi. Rồi ok. Đó, số là 3 tầng nó ra thôi. Đây cũng tổng hợp khá là nhiều lệnh nha các bạn ha. Chúng ta vẽ chúng ta nắm bắt được kỹ năng của nó. Rồi ok, 3 tầng ra, nhà không số 3 tầng ra nha các bạn. Rồi ok, 6 cái. Rồi đó, chúng ta quan sát. Đó, chúng ta sẽ vẽ cái đầu của cái tu vít nha các bạn ha. Rồi ok, chúng ta fillet bo tròn cho vật vật thể nha các bạn. Fillet cho nó.
Nếu thấy video của mình hay thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta đã bo tròn xong hết, tới hình vẽ 2D là vẽ phần đầu của nó nhé. Đó, phần này nó không có khó đâu. Bài hôm nay rất là dễ ha. Bạn nào mà theo dõi kênh của mình lâu rồi đó, bạn vẽ những chi tiết của mình đó, thì thấy bài tập này rất rất là dễ. Một số bài tập mình vẽ chung mình cũng vẽ mấy ngày các bạn, một số bài rất là khó. Một số bài mình tới giờ mình cũng thua luôn. Một số bài tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được cách cách vẽ nữa các bạn. Mà mình cũng không có thời gian nhiều ra, mong các bạn thông cảm nhé. Rồi các bạn chăm phơi cho nó nhé. Phần đầu tôi biết nó phải nhọn nhé các bạn. Các bạn này, bắt đầu tạo ra các khía ở trên trên này nhé. Ok. Ok, giờ mình sẽ vẽ 2D, mình lệnh xoét nhé. Cái chỗ cái đầu con tôi viết mình thấy nó uốn uốn cái phần đuôi, mình lệnh xoét nhé. Đó. Ok. Nhập thông số cho nó nhé. Rồi. Đó, nhập bán kính đường kính như cho nó. Chung thì cái này nó cũng dễ các bạn ơi. Nó về cái đường dẫn rồi đó mình xoét cho nó thôi. Còn chỉ có đường dẫn các bạn vô thẳng lệnh luôn, nó tự động nó sẽ nhắc các bạn vẽ cho nó thôi. Ừ, cái lệnh cái trên phần mềm này nó khác với SolidWorks. Nhưng mà mình từ SolidWorks mình vẽ qua cái này á, lúc tay chân mình cũng hơi vụng về. Đó, mình vẽ tiết diện cho nó nha các bạn. Ok, tiết diện vô cho nó nhé. Chúng ta phải tiết diện hình hình tam giác nhé. Rồi chúng ta nhập thông số tam giác chắc chắc vuông á, tại nó cái ba khía tôi viết ba khía bốn bốn cạnh mà viết ba ba ke chứ, xin lỗi các bạn. Rồi nó cắt chưa hết nè, các bạn sửa lại, các bạn kéo cái đường kia nó dài ra, nó cắt cắt hết luôn rồi đó, nó cắt hết luôn rồi các bạn, remove này. Đó. Ok, bạn ba tầng cho nó. Nó hy vọng mình sẽ chia sẻ những kiến thức bớt cho các bạn nhé. Rồi ok, acid rồi bốn bốn cái rồi. Rồi đó các bạn, đó thấy chưa, đó là nền dạng cái vít ảnh bớt những cái phần cần thiết đi. Đó nên video của mình đã hoàn thành đó các bạn ơi. Đó còn may cũng rất là dễ nha các bạn ha. Đó, mà tâm tích của mình thấy hay ủng hộ cho mình nha các bạn ơi. Rồi đó các bạn ở đây nhé, cái đầu tôi biết nó như vậy nha các bạn ha. Rồi các bạn.